Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc Samsung Galaxy S20 Plus đang được chờ thay mới camera máy ảnh tại di động cao cấp.vn. Qua thời gian thì việc cái camera nó bị lỗi hỏng do rơi va đập là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy S20 Plus thay mới vì các bạn khi cần. Riêng đối với phần camera máy ảnh của S20 Plus, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khách hàng ở xa không được kiện đến với di động cao cấp.vn cần thay mới camera máy ảnh cho Samsung Galaxy S20 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Camera của Samsung Galaxy S20 Plus nó cũng giống như các mẫu điện thoại khác của Samsung, được tách biệt ra khỏi bảng main, do đó việc thay thế sửa chữa cực kỳ đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần gắn vào bảng main một chân connect như này là xong. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới camera máy ảnh, sửa lỗi hỏng camera máy ảnh của Samsung Galaxy S20 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên thể di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video thể di động cao cấp.vn, chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy S20 Plus Hà Nội nay. Xin cảm ơn vị các bạn.